짝사랑을 끝내는 가장 좋은 방법은 고백이죠. Now, bây giờ mình cùng đến với biểu hiện tiếp theo nhé. 짝사랑을 끝내는 가장 좋은 방법은 고백이죠. 아, 짝사랑 là tình đơn phương và động từ 끝내다 là kết thúc. 가장 là nhất và 좋은 방법 là phương pháp tốt. Vậy thì 가장 좋은 방법 là phương án tốt nhất, phương pháp tốt nhất, phải không nào? 고백 là sự thổ lộ, sự bày tỏ hay là sự tỏ tình. Tính từ cộng với ư nhiên cộng với danh từ là định ngữ dùng với tính từ và tính từ này sẽ bổ nghĩa cho danh từ đó. Nhưng mà đối với những tính từ mà có bạt chim thì mình sẽ thêm ân, còn những tính từ mà không có bạt chim thì mình sẽ thêm bạt chim niên vào tính từ đó. Ví dụ như chột thà là tốt, pháng bóp là phương pháp. Tính từ chột thà thì có bạt chim phải không nào? Vậy thì phương pháp tốt, phương án tốt sẽ là chôn pháng bóp. Yếp bư tà là xinh đẹp, yò cha là cô gái. Tính từ yếp bư tà thì không có bạt chim, vì vậy mình sẽ thêm bạt chim niên vào yếp bư tà. Cô gái xinh đẹp sẽ trở thành yếp bên yò cha. Paruta là nhanh và kia là con đường. Paruta thì không có bạt chim, vì vậy mình sẽ thêm niên vào paruta thành parun kia, à con đường nhanh. Động từ cộng với nhân cộng với danh từ sẽ trở thành định ngữ dùng với động từ và động từ này sẽ bổ nghĩa cho danh từ đó. Ví dụ như mình có động từ 끝내다 là kết thúc. Vậy thì 가장 좋은 방법 là phương pháp tốt nhất. 끝내는 가장 좋은 방법 là phương pháp kết thúc tốt nhất. Hay như ví dụ 내가 너를 좋아하는 이유, 아, 이유 là lý do, 좋아하다 là thích. Câu này mang nghĩa là lý do mà anh thích em. 외출은 준비하는 시간, 아, 시간 tức là thời gian, và 준비하다 là một từ gốc Hán mang nghĩa chuẩn bị. 외출, à, là đi ra ngoài, vậy thì câu này mang nghĩa thời gian chuẩn bị đi ra ngoài. Khi danh từ cộng với 이죠 mang nghĩa là chứ, nhỉ, đúng không? Đây là một cấu trúc khi mình muốn đưa ra ý kiến của mình và kêu gọi sự đồng ý từ đối phương. 고백이죠, 고백이지요. À, hai cái cấu trúc này thì đều giống nhau là sự tỏ tình, đúng không nhỉ? 민수는 모범생이죠. À, 모범생 tức là học sinh gương mẫu. Bạn 민수 là học sinh gương mẫu chứ nhỉ? 이쪽이 지름길이죠. À, cái đường này, cái hướng này thì là đường tắt chứ nhỉ? 더울 땐 수박이 최고죠. À, vào ngày trời nóng thì món dưa hấu là số 1, phải không nào? 겨울은 대표하는 과일은 귤이죠. À, món hoa quả mà đại diện cho mùa đông chính là món quýt đấy. 뭐니 뭐니 해도 휴일에는 집에서 쉬는 게 제일이죠. 아, 뭐니 뭐니 해도 dù có nói thế nào đi chăng nữa thì vào cái 휴일 là kỳ nghỉ thì việc nghỉ ở nhà là số 1, đúng không nào? Vậy là các bạn ơi, chúng ta đã cùng nhau học tiếng Hàn qua web drama Cho Quan Sim qua 15 tập phim rồi. Hy vọng là sau này các bạn cũng học tiếng Hàn thật vui và thú vị nhé! (1학년) 강소은 학생이 보내주셨는데요. 짝사랑하는 남자 사람 친구에게 들려주고 싶은 노래가 있어요. 메리스윗 카페 좋아해. 꼭 틀어주세요. 네, 짝사랑을 끝내는 가장 좋은 방법은 고백이죠. 짝사랑을 끝내는 가장 좋은 방법은 고백이죠. 이 노래와 함께 꼭 그 친구에게 고백하셨으면 좋겠습니다. 노래 들려드릴게요. 또 그런다 또.
아주 첫사랑 사연 나오니까 또 이순정 생각나냐? 그래, 엄청 생각난다. 근데 걔 이번에 한국 온대? 선물 잔뜩 사오라고 해, 선물. 네가 직접 얘기해. 걔 요새 시험 끝나서 펑펑 놀고 있어. 진짜 진짜? 그럼 뭐 사오라고 하지? 초콜릿? 과자. 오, 반준호. 아주 마지막 멘트에 사심을 듬뿍 담았더라. 순정이가 그렇게 보고 싶어? 나도 보고 싶어. 나쁜 놈. 내가 고백할 때는 뻥 차버리더니 쌤통이다 아주. 아, 너 14번째 짝사랑남한테 고백했다더니 성공했어? 오, 짝사랑만 14번 박지우. 이번엔 드디어 성공하나요? 야! 14번째 아니고 13번째거든? 그거나 그거나. 백호 너, 너 이리 와 죽었어! 진짜 몇 대 맞아? 아, 몇 대 맞아? 아, 승민아 오늘 방송도 수고했어. 매점 갈까? 나 배고파. 그래, 가자. 저것들은 시도 때도 없이 내지려! 진짜 씨. 왜? 보기 좋잖아. 야, 너도 여친 있다고 자랑하는 거냐? 아, 진짜 내가 쓰러졌어. 아, 진짜 씨.